Em xin chào tất cả anh chị em buổi trưa của ngày 21. Trưa hôm nay thì áo mỏng, áo đủ các loại, quần áo đủ các loại anh em. Đầu la em lên con này này. Thực ra là mấy dòng này anh em tem em không có gỡ ra để bán, anh em chốt áo tặng tem nhá. Mình mua những con áo tem rin ở trên áo và về lên cho em một con áo M65 hoặc con áo mà anh em ưng. Đây là con áo rần ri màu bạc nhé, màu bạc anh em nhìn cầm hai cái màu này nó chênh lệch nhau khác một trời một đất, màu bạc và không phải bạc màu mà màu bạc chơi định là phải chơi cái loại màu bạc nhé. Vai 51 năm, dài áo là 79, vai 51 79 ở hai cái vế cổ là hai cái tem rồi nhá, hai vế cổ hai tem này, 3 4 5 cái tem rồi. Chưa tính bên kia, ở đây con này có vết in nút hơi cũ áo nhá. Con này 90-93% là thôi. Hai là 5 cái tem. Bên vai một tem nữa là 6 cái tem này. Là được 300 ngàn mà con áo này là 300 ngàn nhá. Ở đằng sau đều và đẹp nhưng mà nó bị dơ một chút ở đây. Dơ một chút ở đây. Vai này cũng đều, không có lầm lỗi gì hết. Đây một con tem nữa là 7 cái phải không? 7 cái tem. Bảy cái tem là 350 mà con áo này em bán 300.000 tặng áo, 300.000 mã 65. Anh em mở hàng đầu like dùm em á, ai cần dặn tem thì mua như vậy cho nhanh và được con áo về anh em cho ai cho. Con áo này là 8-90 ký màu bạc nhá, nôi màu bạc này rất là quý hiếm luôn á. 300.000 mua tem còn được rẻ tem mà đừng được còn tặng cái áo nữa chứ. Tiếp một con này nè, con này ai lên M65 mà thì hơi bị chất luôn. Dần tem này anh em nhìn cái bằng ở trên cái vai này, một cái bằng này là được 100.000 nhá. Rồi hai cái tem hai bên vai con đại bàng này, sư đoàn 101, ba cái này 1 2 3 cái này là được 300.000 rồi, chưa cần nói tới ba cái tem, 5 cái tem, 6 7 7 cái, 8 cái 300 kia, 300 kia với 250 này là 550 không, 550 tiền tem mà con áo này em chỉ bán 450 mã 67 không. Dần tem này hơi bị chất luôn, nếu dần tem này mà gỡ ra bán nó còn đắt hơn nữa nha. Nhưng mà anh em chốt được lừa được tặng thêm cái áo. Vai 48, dài áo 73, con áo thì không có được đẹp lắm nữa đâu. Cái cổ thì dơ rồi này, cổ có bạc rồi á. Cái dần tem mới giá trị nha anh em. Con này được 90-93 nữa thôi. Vết in nút này. Cho dù áo này có bèo cỡ bao nhiêu cũng được 100.000 mà đúng không? Bèo cũng được 100.000 mà. Cho nên là mua tem được tặng áo. Con này là 70-80 ký, 70-80 ký tem này. Rồi chốt giùm em 450 mã 67. Mua tem còn được rẻ 100.000 nữa. Chưa nói tặng cái áo. Chốt giùm em nha anh em. Quá đẹp, cái dần tem quá đẹp. 450 mã 67. Thêm một con áo này của thằng Romani. Vai của nó là 55, dài áo là 78, chất vải kaki mát, dày mà mát nha anh em. Mới màu giống beo hả? Giống bệt beo mới 96% luôn á. Giống bệt của áo beo. Hai túi trên ở dưới không có. Con này 8-90 ký. Chốt giùm em con áo này 400.000 mã 67. À 69. 400.000 mã 69. Con này mới lắm. Chất vải này sợi to và nó mát nha em. Mã 69. Thế một cái quần
quần rần ri cơ kỳ có đai đôm nhưng mà nó mất một cái cúc. Cúc này thì anh em mà có mua thì nhắc em đơm vào nhá. Có bảo mong bụng của nó là 82, em có thể đôn về là được 76, 77 à. Dài quần là 100. Dài quần là 100, từ trên này xuống đều nhưng mà ở ngay góc này. Anh em nhìn thấy không? Góc bạc bạc này. Nó bị gấp ngay cái chân, tức là ông này dài quần quá. Bên này cũng có một chút nhẹ nhẹ ở đây. Bên này thì đều. Qua bên này em thấy có bị xước một lỗ đây này. Ngay cái đầu gối này. Xước một lỗ này. À, xước nhẹ nhẹ thôi nhưng mà cũng là xước. Quần này em bán tới 400 ngàn nhưng giờ bớt cho anh em bằng giá quần sọt nha, 350. Mã 68. Em bán 400 ngàn này. 350. Mã 68. Thêm cái quần này thì nhỏ xíu xíu. Cái bụng của nó là 75. Cái quần này 75 là size small, size nhỏ nha anh em. Báo cáo anh em là quần nam của Mỹ. Không biết nó có nhỏ như vậy không, nhưng mà theo em được biết thì nữ của lính Mỹ, Mỹ có lính nữ nha. Thì cái này nếu mà của lính nam mà không có to, không có nhỏ như vậy thì nó là thuộc về của lính nữ. Dài quần là 102 nhưng mà nó không bẩn như của lính nam vậy thôi. Từ số đo cho tới ấy nó không như nhau, chỉ có cái là lưng nhỏ thôi. Rồi quần từ trên này xuống đều và đẹp hết. Đều và đẹp hết, 93-95%, 300.000 mã 66. Tiếp con bắc này này. Con này cũng là màu xanh đen. Đây màu xanh đen xanh, còn đây màu đen tím. Ra thành màu xanh đen xem, xanh đen tím. Ở đây là dây kéo cổ của hãng True Spec nha, hàng của Mỹ. Nó là size large regular, tức là size to và cao 1m7 trở lên. Con này là 75 đến 75-80kg là bận thoải mái, còn 90kg, 8-90 là body. Bề ngang là 60, chiều dài là 75, ngang 60, dài 75. Rồi, 93-95% chốt 400.000 mã 80. Mã 80. Thế một con flot không quân màu đen. Màu đen nha, con này mùa đông 2 mùa nhưng mà nó mất rồi. Mất cái lót rồi còn cái vỏ không à. Vai 45 còn 2 lớp, dài áo 60. Chiều dài 60 anh em để giùm em nhé. 60 là cao 1m6 thôi. 1m6 hoặc 1m65 là hết đát thôi. Rồi đều và đẹp. Con này tầm em bận là vừa luôn. 1m60 thôi. Còn 1m65 là cũng hơi hot rồi đó. Không, 1m60 này. Mét 65 thì nó phải xịt lên đây một chút nữa mà em sợ anh em không quen. Rồi 50 đến 60kg chốt giùm em 350 mã 79. 350 mã 79. Mới và đẹp nha. Nói về đồ mới, mấy cái dòng Philot này thì khỏi phải chê. Nó mới đẹp lắm. Tiếp một con nữa của màu xanh đen, nhưng mà con này có cả lót đi kèm, tức là bận hai mùa đông hè luôn nha. Anh em cứ hết mùa đông mình gỡ ra mình đổi, mình bận mùa hè ha. Vai 46 và dài áo là 63. Con này dài hơn chút, tức là con này cao 1m65 ok nè. 63 mà đúng ra mà người mà sành điệu chơi pilot thì cao 1m7 luôn á. Nhưng mà mình không dám thì mình chơi cao 1m65 là ok thôi nha. Cho nó thoải mái khi mình chưa quen, chưa ma sát. Đấy, em 1m58 mà em bận thế cũng được. Mà 1m65 là hết đát nha. Đó, 65 là nó phải nhích lên như thế này này.
vải kaki 60-65 kg, 60 kg thôi, 55-65, 50-60 kg, 400.000 mã 78, 400.000 mã 78. Con này em cho em bệnh là vừa luôn, em thì thích bệnh thoải mái chứ còn body sát em cũng chả có ưa đâu. Mã 78. Tiếp quần multicam chất vải chống cháy của Linh Mỹ nha em, không có đai đôn, có bọc mông, bụng là 98, 8 túi hộp. Dài quần là 110. Đều và đẹp hết nha. Nói chung là hoàn hảo chứ không có gì lôi thôi hết. Rồi 93-95% chốt 300.000 mã 77. Cái quần Mỹ mà có 300.000. Tiếp một con ghi lê, con này thuộc về Navi của China. Con này của China. Đó, ta cho là thời trang đi nhé. Nó không phải của Mỹ đâu, vai của nó là 49. Dài áo là 65. Con này thì đang mới nhưng mà lại của China. Áo cảnh nha anh em. Có nghĩa là mình bận cho nó đẹp, cho nó phong cách đổi thay đổi. Nó là thời trang thôi, đúng không? Không phải là của lính Mỹ gì hết. Cái phần phọc của nó này anh em nhìn này, trên này nó bành ra và dưới nó ôm sâu ha. Cái phần mông của em là ôm vậy là nó sát luôn này. Nhưng mà trên này thì rộng ra được 70, nhưng mà con này cho 60 kg thôi nhá. 50-60 kg, dây kéo lên tít trên này luôn. Rồi, mát iron chốt dùm em 400.000 mã 76. Mới 93-96%. Con này 96% luôn. 400.000 mã 76. Tiếp con kaki tem vàng này. Con này của lính Mỹ nha anh em. Tem vàng này. Cái tem á, thì con này màu xanh lưu. Nói chung là nó vẫn được chứ không có. Vai của nó là 41. Đều được chứ không có đẹp xuất sắc lắm. Dài 73. Vải dày nha. Tem cũng đẹp, áo cũng đẹp. Cái cổ tay vẫn chưa có bị gì hết này. Chỗ này có dính một chút dưa nhẹ nhẹ thôi. Nói chung là màu đều á. Con này màu đều á. Cũng 93-95%. Nó nguyên một loạt là đều đều như nhau à. Con này là 70 kg, 60-70 kg. Ai ưng chốt giùm em con này giá 400.000 mà 75. Con này đẹp mà. Thằng kaki tem vàng mà được như vậy là được lắm rồi. Còn mà xuất sắc nữa thì lại nó là phải 600-700 hả không em? Mã 75. Tiếp một con áo combat. Áo combat ACU. Combat ACU của Mỹ nha. Toàn bộ là thun hết nha anh em. Size L. Size L là 70 kg là bình. 65-70 là bình thoải mái. Còn 80 kg trở lên là body. Nhưng mà bệnh body thì em khuyên anh em mà có cái thân hình tập gym người hạng bệnh body nhé. Còn mà bụng to thì có bệnh. Bề ngang là 55. Dài áo là 73. Anh em cứ thấy bà bầu bệnh áo ôm như thế nào mà mình bệnh như vậy thì nó làm hư mắt người xem, người nhìn ấy. Em, anh em sao không biết em có cảm giác như vậy. Có nhiều người thì thấy ôm vẫn đẹp. Em thì chịu á. 300.000 mã 74. Con này là 93-95%. Cái lô này nó đều nhau hết nha. Tại vì em lượm con nào đẹp em mới bán đều một loạt giá với nhau. Còn con nào lỗi anh em thích giá lỗi thì theo dõi tiếp. Cuối đợt vai 46 em sẽ bán cái hàng lỗi giá rẻ cho anh em. Dài áo 73. Con này thì sa mạc ba màu cực kỳ hiếm này. 300.000 mà 73. Ở trên này có con kỳ binh nữa chứ. 300.000 mà kỳ binh. Con này mất 100.000 rồi nè.
sao rìu, nhưng mà ở đây nó bị con áo này mới nhưng mà nó bị dính keo á. Bên này có con kỳ binh này, nó gờ keo này, ở đây nó cũng gờ keo còn dính ở đây nhé. Áo thì mới lắm, áo này cực kỳ hiếm. Bây giờ anh em mà muốn cho nó đẹp thì mua thêm một con kỳ binh nữa, may lên hai nữa là gỡ keo đó. Biết cách gỡ keo thì gỡ keo đó. 70-80 kg, chốt cho em 300.000 mà 73, 300.000 mà 73. Tiếp một con multicam, toàn bộ là thun của Mỹ anh em. Con này là size XS, X-small 450 kg thôi, 40-50 kg. Em mà 55 em bận body lắm rồi nha. Em bận vẫn vừa nhưng mà ôm body sát xịt như thế này này. Con này là bề ngang là 64, ngang là 64, dài 73. Mới và đẹp nha. Nói chung về cái đồ mới của con này thì khỏi phải chê. Con này là 93-96%. Chốt cho em con này 400.000 mã 72. 72 nha em. Tiếp con áo của Linh Anh này. Linh Anh này cái cổ là quát rồi. Con này cũ quát rồi. Cổ cũ rồi nha, nhưng mà con áo này thì cực kỳ pha mát. Mát thì mát, khổ mắt gà mắt vịt luôn. Mát không thể tả luôn được, dơ như vậy thấy nó luôn này. Nhưng mà ở ngoài cái cổ ra, còn cái áo thì hơi bị đẹp. Áo thì hơi bị đẹp. Ngoài cái cổ ra là cổ như kiểu áo mà áo Canada. Canada nó mòn phần nào, nó mỏng men, mất men. Nó mỏng mỏng như vậy. Vai 46. Dài áo là 74, cực kỳ mát nha, bao mắt rười luôn. Bao mắt rười luôn. Con này bẩn vào có vẻ tây tây nhé mày. Cái bệt của thằng Sa Mạc anh nhìn có vẻ tây tây không? Anh có cái kiểu anh giống nhau mày. Con này là 75-85 kg, hai túi trên. Chốt chùm em con này giá là 300 mã 71. Còn một cái quần duy nhất nữa là hết line này này. Mã 71 300.000. Tiếp một cái quần, cái áo chứ. Áo cộc trắng này bữa hôm em bán cái quần rồi, ai chốt cái quần lụm được cái áo này cho em nhé. Tem con này chất vải cơ kỳ size X-Lat Roller, chả bá lửa luôn. Nói tóm lại là của Mỹ á. X-Lat là anh em 90 kg. Ai 80 kg bụng thiệt to là cút con này là vừa vai 55. Dài áo là 75, vai 55, dài 75, vải này cũng mát nha. Cộc đen. Con này là 4 túi vuông. Đó, đều màu ha. Con này màu vẫn đang đều, nó rắc chưa có bị quát, không có bị gì hết. Nói tóm lại là nó còn đang nằm được 93, 95. Không có nhảy qua 96 được đâu. Đó, cộc vằn. Giống con ngựa vằn á. Rồi 90 kg trở lên chốt chùm em con này là 400 mã 70. Hết rồi. Em cảm ơn tất cả anh chị em và hẹn gặp lại anh chị em tối nay 7 giờ nha nhé. Em chào ha.